Xin chào cả nhà, em lên sóng giới thiệu các bác một chiếc nồi chiên không dầu. Đây là một cái chiếc nồi của Nhật nội địa các bác nhé, sử dụng điện lưới 100V. Về cái chiếc nồi chiên không dầu này thì quả thật là mới đầu em cũng không nghĩ là nó thần thánh đến như vậy, nhưng mà thật sự khi mà mang về nhà dùng thử một chiếc mới thấy là nó quá hay luôn. Nấu rất là tiện các bạn, gần như là các bác không tốn dầu mỡ nhé. Khi có cái nồi này rồi thì các bác đỡ đi được rất là nhiều dầu, cũng không phải ăn nhiều dầu vào trong cơ thể, nhất là các món chiên xào. Cái nồi này thì các bác có thể làm được các cái món thịt quay, thịt rán, cả nguyên miếng luôn, chiên khoai tây, nướng khoai, nướng ngô, rán cá, tất cả đều không cần phải dùng một tí mỡ nào cả. Có cần thì chăng thì các bác chỉ cho một tí tị thì ti đấy thôi. Thế còn nó làm được đa năng các thể loại mà vàng ươm, cho cái chất lượng của cái thành phẩm nó phải nói là tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Em cũng đã làm một món thịt thử và làm các cái món khoai tây rán cá rất là đẹp, ngon hơn là các bác rán ở trên bếp nhiều. Đấy. Cái chiếc nồi này là dùng cho thị trường Nhật nội địa các bác nhé, hàng bãi, nhưng mà cái chiếc này còn rất là mới này. Tình trạng bên trong ruột thì gần như là chưa nấu. Đấy, gần như chưa nấu các bác nhé, còn như mới tinh. Đấy, gần như mới tinh luôn, tình trạng cực đẹp. Đây có nút bấm này, để các bác mở đây ra này, để các bác nhìn này, như mới nhá. Đấy, con nồi này chắc là chưa nấu các bạn, như mới tinh này. Đấy, mới từ bên trong ra bên ngoài luôn. Đấy, chắc là bên Nhật họ cũng chưa nấu đến phần dây máy so này các bác này. Đây các bác nhìn này, đây bình thường mà nấu thì nó sẽ bắn mỡ lên đây, và đây các bác nhìn mới tinh luôn, một chiếc nồi phải nói là rất mới nhé. Đây, gần như là chưa dùng, hình thức bên ngoài cũng còn rất là đẹp, đây, hình thức bên ngoài rất là mới luôn, đẹp các bác nhé. Thông số cái này đấy là nó sử dụng điện 100V đấy các bạn, đấy, các bác lưu lại như vậy nhé. Trên máy thì có các cái ký hiệu này, thời gian này các bạn này, và nhiệt độ này. Ví dụ như là đây này, làm món chiên rán cá này, dùng 180 độ C. Đấy, nó dùng khoảng 5 phút này, bao nhiêu đó. Đấy, là tùy cái mức độ mình dùng, mình thích cái mức độ như thế nào thì vàng hay là chỉ chín thôi. Làm bánh các kiểu này, đây là nước này là chỉnh nhiệt độ này. Có cái đặt từ 60 độ đến 200 độ C này. Còn đây là thời gian nấu này, bao nhiêu phút này, đến 60 phút này, hai đèn báo bật nguồn và nhiệt độ này các bạn nhé. Đấy, bật nguồn nhiệt độ nhé. Khi bật thì cái lượng gió nó sẽ thổi chín đều cái không gian ở bên trong luôn. Đấy. Đấy, con này có tính năng là rút nồi ra là tự tắt bếp, tự tắt quạt luôn, tắt máy so luôn. Có con thì rút ra máy vẫn chạy, nhưng con này rút ra là tắt. Đấy, con nồi rất là đẹp, Nhật nội địa. Các bác lưu ý là nó chạy điện 100V nhé.